Rồi, xin chào anh chị ha. Hôm nay em tiếp tục xuất Taiwan ha. Đây, so sánh với người đây. Một đây là những cái chậu Taiwan tác phẩm. Trồng nó tròn chậu rồi. Một chậu như này thì trung bình nó khoảng là 20 thân ha. Này là em đang xuất xỉ. Đó, rất là tròn chậu. Hoa cực kỳ đẹp nha. Hoa đây, hoa bầu cần dày. Này là tàn rồi, bông nó còn cỡ này thì bông rất là đẹp. Cần thẳng, dày to, chuỗi dài. Bông giữ khuôn thơm đậm, thân lá đứng đẹp. Đây là chậu nhỏ. Đây là chậu chung. Này là chuẩn bị xuất, chuẩn bị đóng để xuất. Quay lại cho anh chị cùng xem ha. Anh chị nào có nhu cầu sưu tầm Taiwan hàng tác phẩm về mình trồng chậu đại chơi, hoặc là mình tách bán lẻ, hoặc là nhân giống đều rất là lợi nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, anh chị nào có nhu cầu sưu tầm Taiwan vàng thì mình tham khảo liên hệ nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem video ạ.